Thưa quý vị, cách đây không lâu, dư luận đã xôn xao trước vụ cướp manh động xảy ra tại một chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi ba đối tượng tham gia đã dùng xịt hơi cay tấn công, trói nạn nhân bằng băng dính để cướp tài sản. Đáng nói, tại cơ quan điều tra, ba đối tượng này khai nhận rằng không hề quen biết nhau ở ngoài đời. Tuy nhiên, cả ba đã bắt mối thông qua một nhóm Facebook có cái tên rất kỳ dị, Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Liều. Quý vị biết không ạ, không chỉ có hội nhóm này mà thời gian qua liên tục xuất hiện nhiều hội nhóm muốn làm liều kiểu tương tự. Không chỉ gieo rắc suy nghĩ tiêu cực, thành viên các nhóm này còn rủ nhau phạm pháp. Vậy điều gì đã xảy ra? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau. Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Liều, cái tên đã phần nào thể hiện sự liều lĩnh và những ý nghĩ tiêu cực. Rủ nhau cướp ngân hàng, tìm nơi uy tín mua tiền giả, thuê người trả thù, tấn công người khác. Họ khẳng định mình là những người siêu liều, vì nợ nần mà bất chấp, dù là chuyện phạm pháp. Hiện tại, trên nền tảng Facebook đã có hơn 5 nhóm cùng chủ đề như thế. Chưa rõ mục đích người lập nhóm là gì và nhóm sẽ phát triển theo hướng nào, nhưng trước mắt có thể thấy được sự manh động và những nguy cơ rình rập đằng sau đó. Việc tập hợp những con người với những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy vào một cái group như vậy thì thật sự rất nguy hiểm cho xã hội. Tôi phải khẳng định rằng việc lập và hoạt động các hội nhóm như thế này là vi phạm pháp luật. Bởi lẽ theo quy định tại là điểm E khoảng 1 của điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 thì những cái hành vi bị nghiêm cấm đó là việc sử dụng không gian mạng trong việc đó là xúi dục, lôi kéo và kích động người khác thực hiện vi phạm tội. Nhẹ nhất thì sẽ bị xử lý kỷ luật. Và tiếp đến thì ca bị là xử phạt vi phạm hành chính. Còn nếu mà xét thấy tính chất mức độ hành vi nguy hiểm thì có thể sẽ bị khởi tố, xử lý hình sự theo quy định của Luật An ninh mạng cũng như Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tình huống xấu nhất đã diễn ra ngày 8 tháng 1 vừa qua tại chung cư HH1A Linh Đàm, Hà Nội. Băng nhóm gồm 3 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay để tấn công, đột nhập nhà dân, bắt trói nạn nhân và trộm 4 chiếc điện thoại đắt tiền, sau đó chia nhau bỏ trốn. Theo lời khai, cả 3 đối tượng đều là thành viên của Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Liều, sau đó kết bạn rồi lên kế hoạch rủ nhau đi cướp. Dù sự việc đã diễn ra hơn 1 tháng, nhưng cho đến nay, các nhóm này chẳng những không bị loại trừ mà còn hoạt động ngày càng mạnh mẽ. Vụ án trên trở thành chuyện nóng để các thành viên chia sẻ, bàn tán. Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi nó kích thích ý nghĩ thực hiện các vụ án tương tự.